Quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, việc xét nghiệm để biết nhóm máu của bản thân là rất quan trọng, đặc biệt trong những trường hợp khẩn cấp cần tìm nhóm máu tương thích để truyền gấp. Nhóm máu có ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng sức khỏe của mỗi người. Thông tin có trên trang Alo bác sĩ và trang Sức khỏe và Đời sống. Cứu sống bạn nếu chẳng may bạn gặp phải tai nạn hoặc bệnh nan y, nếu chẳng may bạn mắc phải một căn bệnh hoặc bị tai nạn nghiêm trọng và cần phẫu thuật gấp chắc chắn bạn không tránh khỏi việc phải truyền máu lúc này khi đã có thông tin về nhóm máu của bạn nhân viên y tế sẽ nhanh chóng giúp bạn được truyền máu ngay lập tức và có những biện pháp chăm sóc y tế cần thiết ngay cả trong trường hợp bị ung thư vú loại ung thư có tính di chuyển cao nếu bạn biết được nhóm máu của mình bạn sẽ biết cách làm thế nào để có biện pháp phòng ngừa Bên cạnh đó có một thực tế là tình trạng ngân hàng máu bị cạn kiệt vẫn thường diễn ra ở nhiều bệnh viện bao gồm cả lớn và nhỏ trên cả nước, đỉnh điểm là vào các dịp lễ Tết hoặc trong những tháng hè. Vì vậy, biết được nhóm máu cũng được coi như là cách phòng bị tốt nhất để có thể đối diện với những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Xét nghiệm máu giúp cảnh báo một số bệnh trên thực tế nhóm máu không biểu hiện gì cho sức khỏe cả nhưng những người ở nhóm cụ thể nào đó có thể mang những đặc điểm nào đó ý nghĩa với sức khỏe của họ cụ thể nhóm a có xu hướng gia tăng các bệnh nhiễm trùng ung thư và các bệnh kết khối cao hơn nhưng thuộc nhóm a cũng không có nghĩa là bạn sẽ mắc các căn bệnh này nhóm o ít có nguy cơ tỷ lệ mắc và tử vong thấp biến chứng chậm nhóm b gần giống nhóm o trừ khi có bệnh mang tính di truyền theo gia đình Nhóm AB tương tự nhóm A nghĩa là nguy cơ mắc bệnh và tử vong cao hơn. Là một yếu tố quyết định trong kế hoạch sinh con, trước khi kết hôn, bạn cần phải biết liệu sự kết hợp giữa hai bạn có thể sinh ra những đứa con khỏe mạnh hay không. Theo các chuyên gia về sinh sản thì có một số nhóm máu không nên kết hợp với nhau bởi nó chỉ cho so ra những đứa con gặp vấn đề về sức khỏe. Thông thường đa số mọi người 85% là nhóm máu RH+ Tuy nhiên, nếu người vợ nào có nhóm máu RH trừ kết hợp sinh con với người chồng có nhóm máu RH cộng, sẽ rất có khả năng sinh ra những đứa con có vấn đề về sức khỏe. Do đó, cách tốt nhất để sinh một đứa con khỏe mạnh sau khi kết hôn là bạn nên biết rõ về nhóm máu của mình và đối tác. Xét nghiệm máu để theo dõi hiệu quả điều trị bệnh Nồng độ các chất trong máu tăng hay giảm có thể hỗ trợ bác sĩ trong quá trình theo dõi hiệu quả điều trị bệnh cho bệnh nhân Dựa vào sự thay đổi hàm lượng này qua nhiều lần xét nghiệm mà bác sĩ có thể biết được bệnh đang tiến triển đến mức nào hay đã bớt được bao nhiêu, có phản ứng tốt với thuốc và có khả năng chữa khỏi hay không, từ đó điều chỉnh liều lượng thuốc hay phương pháp điều trị. Nhóm máu tiết lộ khá nhiều điều về tính cách cũng như nhu cầu dinh dưỡng sinh hoạt của cơ thể. Vì thế, việc ăn uống tập luyện phù hợp với từng người ở nhóm máu khác nhau đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu và chứng minh. Bạn thừa kế nhóm máu như thế nào? Chuyện hoang đường khi cho rằng bạn thừa hưởng nhóm máu chỉ từ cha. Thực tế bạn nhận được của cả cha và mẹ. Nếu bố hoặc mẹ có nhóm máu O và người kia nhóm máu A, con sẽ có nhóm máu O hoặc A. Nếu bố hoặc mẹ nhóm máu B và người kia là O, thì con sẽ là nhóm máu B hoặc nhóm máu O. Nếu cả hai bố mẹ là O, con sẽ có nhóm máu O. Nếu bố hoặc mẹ A, người kia B, con sẽ là A, B hoặc là AB. Có thể đổi nhóm máu không? Câu trả lời là không, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, việc cấy ghép tủy xương sẽ làm thay đổi nhóm máu của bạn thành nhóm máu của người hiến tủy vì hồng cầu được tạo ra trong tủy. Các nhà khoa học đã phát triển một cách biến nhóm máu thành nhóm máu khác, điều đó nghĩa là nhóm máu A, B và AB có thể biến thành O, loại an toàn cho nhiều bệnh nhân và đáp ứng được tình trạng thiếu máu. Người có nhóm máu hiếm có thể nhận truyền máu chỉ một lần duy nhất từ nhóm ABO, nhưng nếu cần truyền máu thường xuyên, họ phải tìm được một hệ miễn dịch phù hợp chính xác với máu mình. Chính vì vậy, những người có máu hiếm nhất được khuyến khích gửi máu vào ngân hàng đề phòng trường hợp cần truyền máu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.